Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 27 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại 4 huyện Kim Động, Khoái Châu, Ân Thi và Tiên Lữ. Sở Tài chính thảo luận về phân cấp nguồn thu, nguyên tắc định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 phát hiện bắt giữ 250 kg thịt thối của cơ sở đông lạnh Đào Duy Giới ở xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào. Công an Khoái Châu xử lý 14 xe quá tải trọng. Công an Tiên Lữ bắt giữ đối tượng truy nã. Tai nạn giao thông đường sắt tại Văn Lâm làm một người chết. Kinh nghiệm trong chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên cây có mối ngành công thương phải bám sát vào mục tiêu nhiệm vụ để tập trung chỉ đạo tạo bước đột phá về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làm tốt công tác chống hàng giả, gian lận thương mại trong thời gian tới, là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016, ngành công thương vừa diễn ra sáng nay. Qua gần 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 68.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động của doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, nhiều chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều đạt khá so với cùng kỳ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, đóng góp của ngành công thương là rất quan trọng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Đồng chí yêu cầu nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới của ngành là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến thương mại và hoạt động khuyến công, thu hút đầu tư để phát triển mạnh lĩnh phục thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý, giữ bình ổn giá cả thị trường những tháng cuối năm, nâng cao hiệu quả chống hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại, chống các hình thức bán hàng đa cấp, lừa đảo nhân dân. Đồng chí yêu cầu ngành cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan làm tốt công tác quy hoạch các khu cụm công nghiệp cho hiệu quả, không để tình trạng doanh nghiệp để đất lãng phí kéo dài. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho đồng chí Vũ Đức Sơn, giám đốc Sở Công Thương. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại 4 huyện Kim Động, Khói Châu, Ân Thi và Tiên Lữ. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch được 2.000 ha lúa mùa, trong đó huyện Kim Động thu hoạch được 350 ha, Khói Châu 20 ha, Ân Thi 250 ha, Tiên Lữ 20 ha. Tại các nơi đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đến kiểm tra cho thấy vụ mùa do thời tiết cơ bản thuận lợi, tình hình sâu bệnh ít xuất hiện, vì vậy lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ hạt chắc cao, năng suất bình quân ước đạt 59 tạ một hecta trong đó một số địa phương năng suất đạt cao là Khoái Châu, Ân Thi và Tiên Lữ. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng cũng đã đến thăm cánh đồng bí ngô tại thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi. Đây là một trong những vùng bí đông sớm của tỉnh. Sau khi kiểm tra thực tế tại đồng ruộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, cùng với sản xuất lúa thì sản xuất vụ đông là vụ sản xuất chính thứ ba trong năm, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho nông dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vì vậy các địa phương phải khuyến cáo nông dân tập trung thu hoạch nhanh gọn những diện tích lúa đã chín để làm đất gieo trồng cây vụ đông đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất tăng cường khuyến cáo nông dân dừng phun thuốc bảo vệ thực vật để bảo đảm chất lượng nông sản và gây lãng phí sản xuất chỉ phun thuốc khi lúa còn xanh mật độ sâu bệnh cao vận động nông dân không đốt dơm dạ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông các địa phương cần mạnh dạn chuyển đổi các mô hình sản xuất thâm canh cao như trồng dưa xuất khẩu, trồng nghệ hoặc xây dựng mô hình tích tụ ruộng đất của nông dân để cho doanh nghiệp thuê, đầu tư sản xuất nông nghiệp cao vân vân. Trong năm tới cần tiếp tục mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, đặc biệt là các giống lúa nếp để nâng cao giá trị sản xuất. Ngành nông nghiệp phải đảm bảo cung cấp đủ nguồn giống cho nông dân Sáng nay Sở Tài chính tổ chức hội nghị thảo luận về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020, nguyên tắc định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, các huyện thành phố. Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận làm rõ để làm sao việc phân cấp nguồn thu tại các cấp đảm bảo hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh, cũng như sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước. Chỉ rõ các danh mục, các khoản thu ngân sách các cấp được hưởng 100% từ ngân sách cấp tỉnh, ngân sách huyện, thành phố, thị xã cho đến ngân sách xã phường thị trấn. Trên cơ sở thực tế, Sở Tài chính cũng xây dựng phương án phân chia luồng thu giữa các cấp ngân sách đảm bảo hiệu quả về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương có căn cứ dựa trên nguyên tắc phù hợp với nội dung đổi mới cơ chế quản lý tài chính cải cách tiền lương tính cân đối đảm bảo tiết kiệm chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách thực hiện công khai minh bạch trong các phương án phân bổ ngân sách từng địa phương <laughs> tin về an toàn vệ sinh thực phẩm. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một xe ô tô tải vận chuyển lợn ốm chết đi tiêu thụ tại khu vực xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với công an huyện Mỹ Hào và chi cục quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra cơ sở đông lạnh của anh Đào Duy Giới, sinh năm 1984, và chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 89C06912 đang đỗ ở ven đường thuộc thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, chứa 250kg lợn chết, đang dỉ dịch, bốc mùi hôi thối. Được biết, toàn bộ số lợn chết trên được anh giới đi mua của các hộ dân ở các khu vực lân cận về sơ chế để đưa ra thị trường tiêu thụ. Hiện tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng ra quyết định xử phạt hành chính đối với đào duy giới và tiến hành tiêu hủy số thịt lợn chết trên. Vào khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 9, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại tuyến đường DH51 đi qua địa bàn thôn Duyên Ninh, xã Đông Ninh, huyện Khói Châu. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Khói Châu đã kịp thời bắt giữ 14 xe chở đất vượt quá tải trọng cho phép trên 150%. Địa điểm các phương tiện chở quá tải trọng bị bắt giữ ngay trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và liệu xây dựng sông Hồng, theo người dân địa phương, trên tuyến đường này thường xuyên có các xe trọng tải lớn chở đất chạy qua đây, gây hỏng đường, ảnh hưởng trực tiếp đến chân đê và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Được sự phối hợp của quần chúng nhân dân và sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Khoái Châu đã cơ bản hoàn tất việc xử lý đối với 14 phương tiện vi phạm chở quá tải trọng dưới sự chứng kiến của quần chúng nhân dân. Kết quả kiểm tra cần tải trọng 14 phương tiện cho thấy xe có tải trọng thấp nhất là 41 tấn, xe có tải trọng lớn nhất trên 52 tấn. Đối chiếu với giấy đăng kiểm phương tiện, hầu hết các xe đều chở quá tải trọng cho phép từ trên 150%, thậm chí nhiều phương tiện còn chở quá tải trọng cho phép lên đến trên 300%. Áp dụng nghị định 46 của chính phủ, công an huyện Quế Châu đã lập biên bản xử lý vi phạm các phương tiện đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời buộc các phương tiện phải tiến hành hạ tải trước sự chứng kiến của quần chúng nhân dân. Sau nhiều ngày điều tra mật phục, sáng nay 27 tháng 9, công an huyện Tiên Lữ đã di lý thành công đối tượng Nguyễn Xuân Lâm từ huyện Châu thành tỉnh Kiên Giang về công an huyện Tiên Lữ để điều tra làm rõ tội danh chiếm đoạt trẻ em. Lâm là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Lữ truy nã vào tháng 6 năm 2016. Theo thông tin từ Công an huyện Tiên Lữ, vào khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 6, Nguyễn Xuân Lâm, sinh năm 1981 và Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1995, cùng chú ở thôn Canh Hoạch, xã Trung Dũng, điều khiển xe máy Way mang biển kiểm soát 33M91512, lưu thông trên trục đường thôn An Trạch, xã Trung Dũng. Khi đi qua cổng nhà ông Nguyễn Văn Thắng, Lâm yêu cầu Dương dừng xe sau đó một mình đi bộ vào nhà ông thắng bé cháu Nguyễn Hải Yến sinh năm 2012 là cháu nội của ông thắng đang chơi ngoài sân rồi chạy đi. lúc này ông thắng phát hiện đuổi theo đồng thời hô hoán để hàng xóm giúp đỡ và đã giằng lại được cháu Yến từ tay Lâm. sau đó giữa ông thắng và Lâm tiếp tục giằng co trong lúc vật lộn. Lâm đã rút trong người ra một quả lựu đạn để đe dọa ông Thắng và tiếp tục vùng dậy bỏ trốn. Được sự hỗ trợ của nhân dân, Dương và Lâm đều bị bắt giữ. Trên đường dẫn giải hai đối tượng về trụ sở ủy ban nhân dân xã để làm việc, Lâm đã nhảy xuống xe và chạy thoát. Sau đó, Lâm bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Lữ truy nã về tội danh chiếm đoạt trẻ em. Sau nhiều ngày lẩn trốn ở 10 tỉnh, thành phố, dạng sáng ngày 27 tháng 9, các trinh sát công an huyện Tiên Lữ phối hợp với công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã bắt được Lâm khi Y đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Châu Thành. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Lữ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Vào khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 9 tại km 21 cộng 100 trên tuyến đường sắt Hà Hải chạy qua địa bàn xã Đình Dù huyện Văn Lâm đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng làm một người chết. Nạn nhân là một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda hiệu Lít biển kiểm soát 98B262649 đi từ đường tỉnh lộ 385 cố vượt qua đường sắt tại điểm giao cắt với đường bộ sang xã Đình Dù huyện Văn Lâm đã đâm vào đoàn tàu khách chạy theo chiều Hà Nội Hải Phòng. Hậu quả cả người và xe máy bị hất văng ra, nạn nhân chết tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Được biết nạn nhân sinh năm 1982, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Vụ tai nạn xảy ra đúng vào thời điểm tan tầm mật độ phương tiện tham gia giao thông khá đông nên đã gây ra ủn tắc. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Lâm, ban an toàn giao thông huyện đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và tiến hành xác minh giải quyết vụ việc. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương văn phòng thứ 52 tại địa chỉ 537 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999, Manulife Việt Nam là đơn vị bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Sau 17 năm, công ty đã phát triển nhanh với trên 20.000 tư vấn viên hoạt động trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm nhân thọ. Đến năm 2015, công ty đã ký kết được trên 640.000 hợp đồng với tổng số tiền giao dịch gần 3.120 tỷ đồng, nộp thuế trên 116 tỷ đồng và ngân sách nhà nước. Sau gần một năm hoạt động tại Hưng Yên, đến nay, chi nhánh Manulai Hưng Yên đã phát triển trên 400 tư vấn viên và người quản lý để ngày hiến máu tình nguyện thật sự trở thành ngày hội trên địa bàn trong những năm qua đội tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút đông đảo cán bộ nhân dân và học sinh tham gia hiến máu tình nguyện Gần 20 tình nguyện viên chữ thập đỏ là sinh viên trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên đã chia thành từng nhóm đi đến hầu hết các đường phố chính, đến từng hộ gia đình và các nơi tập trung đông người như chợ chiều, chợ phố hiến, chợ gạo và quảng trường để tuyên truyền, truyền đi các thông điệp hiến máu cứu người. Hy vọng thông điệp mà các tình nguyện viên gửi đến mỗi người dân trên địa bàn thành phố sẽ trở thành hiện thực để ngày hiến máu trên địa bàn thành phố Hưng Yên thực sự là ngày hội hiến máu tình nguyện. Tin thể thao, Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2016. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao Nông dân năm 2016. Tham gia hội thao có 150 vận động viên là các cán bộ hội viên nông dân đến từ 10 huyện thành phố trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 3 môn, cầu lông, bóng bàn và bóng truyền hơi. Môn cầu lông có 3 nội dung thi đấu là đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Môn bóng bàn thi đấu ở hai nội dung đơn nam và đôi nam. Môn bóng chuyền hơi có 5 đội tuyển tham dự là Văn Giang, Ân Thi, Văn Lâm, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Các đội thi đấu theo thể thức, vòng tròn một lượt, chọn các đội vào bán kết, chung kết. Hội thao nông dân là hoạt động thể thao quần chúng của hội viên nông dân trong tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe theo gương Bắc Hồ để phục vụ cho sản xuất phát triển kinh tế, mời bà con và quý vị đến với mục thông tin cùng nhà nông của đài phát thanh truyền hình hưng yên thưa bà con thời tiết trong những ngày vừa qua có nhiều ngày mưa kéo dài không thuận lợi cho cây có muối phát triển khi bộ rễ bị tổn thương là một số đối tượng dịch hại phát sinh chuyên mục thông tin cùng nhà nông tuần này sẽ chia sẻ với bà con một số thông tin và kinh nghiệm trong chăm sóc phòng trừ bệnh hại trên cây có muối Cây cam nói riêng và cây cuối nói chung là loại cây ưa ẩm nhưng không thích nghi và chịu được ngập úng kém. Vì đây là loại cây có đặc điểm là hệ dễ nấm, cây có múi hút dinh dưỡng từ đất thông qua hệ nấm cộng sinh với bộ rễ, do đó trong điều kiện mưa kéo dài hay bị ngập úng thì đất thiếu oxy ảnh hưởng tới hệ rễ. Và mùa mưa cũng là thời điểm các bệnh hại có xu hướng gia tăng. Việc chăm sóc hợp lý và chủ động phòng trừ bệnh hại, lựa chọn đúng thuốc là điều rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng và mẫu mã của quả sau này. Hiện nay thì như cây ăn quả, cây có múi thì nó có từ giờ đến cuối năm nó có hai đợt nọc nữa. Do vậy mà hai đợt nọc này là dính sâu vẽ bùa, cái lại là, là nhẹ. Thì trước khi mà phát hiện được là cây đã đâm chồi nảy nọc thì cũng chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con là chú ý chăm sóc cây bằng cách là phun để phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo cho cây nó khỏe và đón cái vụ mùa tới đạt được năng suất cao. Để theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trên cây có múi, bà con nông dân cần chủ động chăm sóc tưới nước, dưỡng quả và phòng trừ sâu bệnh trên cây có múi theo đúng yêu cầu kỹ thuật để tăng chất lượng và giảm tỷ lệ dụng quả ở giai đoạn quả chín. Chủ động phòng trừ các bệnh hại bằng các thuốc đặc hiệu như Domax 40ME nhằm nâng cao mẫu mã và giá trị cây có múi nên việc áp dụng các biện pháp hóa học để quản lý sâu bệnh hại rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, các nhà vườn cần cập nhật và áp dụng đồng bộ những giải pháp kỹ thuật mới, sử dụng những sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng phổ rộng, dễ sử dụng và thân thiện với môi trường, đảm bảo hiệu quả năng suất mẫu mã và chất lượng. Để, để giúp cho bà con chúng ta có thể là hạn chế cũng như là quản lý được các cái đối tượng này thì cũng khuyến cáo bà con là nên tích cực thăm kiểm tra. Thứ nhất là phải dinh dưỡng cho nó cân đối. Thứ hai nữa là chủ động phun phòng trừ các đối tượng À, ví dụ như các cái bệnh tàn thư thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm đô 40 bốn mi đây là một cái sản phẩm mà nó có cái tác dụng phổ rất là rộng Đấy, để phòng trừ cái bệnh tàn thư một cái rất hiệu quả và giúp cho cái mẫu mã quả nó rất là sáng bóng à, bên cạnh đó thì à, ghẻ rất sẹo thì bà con biết rồi Đây là bà con nên chủ động à, phòng trừ bằng các cái loại thuốc mà đặc hiệu trên cây có múi. Ví dụ như cái Isacop là một cái sản phẩm uh, được uh, đánh giá là rất là tốt là một sản phẩm gốc đồng, là một sản phẩm của uh, Italia. Thì khi mà sử dụng cái Isacop để phòng trừ trên cây có múi, giải lắt sẹo thì bà con sẽ thấy là sao cái thuốc này, là cái độ phân tán nó rất là mịn. Thứ hai nữa là à, nó không nó không bị đọng thuốc ở trên quả trên lá và thứ ba nữa là nó không ảnh hưởng tới các cái lộc lá non đấy do đó thì nó rất là an toàn và à, khi bà con chúng ta sử dụng luân phiên à, các cái sản phẩm thuốc trong đó thì có cái Isocope, trong đó thì có cái mắc. Thì đây là thì sẽ giúp cho à, cây có múi chúng ta là có cái mẫu mã cũng như chất lượng và quản lý cái số bệnh hại tốt nhất trong cái giai đoạn từ này khi bà con chúng ta thu hoạch. Thời tiết những tháng vừa qua không thuận lợi tới sinh trưởng phát triển cây có múi mùa mưa năm nay kéo dài đến tháng 9, trước đó do ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão kèm theo các trận mưa lớn trong giai đoạn phát triển quả và đẩy lục thu đã tác động đến quá trình phát triển quả và sự phát sinh các loại bệnh hại do nấm, vi khuẩn như bệnh thán thư, dị sắt, bệnh ghẻ và loét sẹo sự tác động của thời tiết mưa lớn nhiều ngày còn gây ảnh hưởng tới bộ rễ cây có muối. Nếu như việc tiêu thoát nước và chăm sóc vườn cây không kịp thời, do đó việc chăm sóc và phòng trừ dịch hại cho cây cam quýt trong giai đoạn này cần được chú trọng hơn đối với những vườn cây có muối, thoát nước kém, đất bị thiếu oxy, bà con cần chăm sóc hợp lý và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng như Ridomix nhằm bổ sung hệ nấm cộng sinh và hỗ trợ bộ rễ cây có muối phục hồi nhanh chóng. Bên cạnh đó, hạn chế nấm bệnh gây hại trong đất và bộ rễ, bà con có thể sử dụng chế phẩm nấm đối kháng Chico DHCT. Thời điểm này là giai đoạn sung yếu nhất của cây lúa đối với sâu bệnh hại và thời tiết bất lợi. Để đảm bảo năng suất chất lượng lúa gạo, bà con nông dân cần chú ý một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ở thời điểm này, giày nâu, giày lưng trắng tiếp tục gây hại trên những ruộng chưa được phòng trừ kịp thời, chủ yếu trên các giống nhiễm nếp các loại bắc thơm số 7. Nếu không kiểm tra chặt chẽ và phòng trừ kịp thời, nơi có mật độ dày cao sẽ xuất hiện cháy dày trên lúa ở các địa phương từ nay đến cuối vụ, giai đoạn lúa chắc xanh trở đi hoặc đa số dày tuổi lớn cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có tính tiếp xúc như Gold 50 ec, victory 585 ec. Tassuran 600 EC, Winter 635 EC. Trước khi phun thuốc, bà con phải rẽ lúa thành hàng và phun trực tiếp vào nơi dề cư trú. Bên cạnh đó, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn sẽ tiếp tục gây hại trên các giống lúa, sau các trận mưa rông mưa to để chủ động phòng trừ sâu bệnh hại các địa phương và bà con nông dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và sự phát sinh của các sâu bệnh chính đặc biệt là dày nâu dày lưng trắng bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn và các đối tượng sâu bệnh khác bà con lưu ý không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên những diện tích lúa đáy chín. chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế tối 26 tháng 9 theo giờ New York hai ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ là Hillary Clinton của đảng dân chủ và đối thủ bên phía đảng cộng hòa Donald Trump đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên đây là một trong những sự kiện quan trọng trong tiến trình bầu cử tổng thống mỹ cuộc tranh luận này thu hút hàng trăm triệu khán giả và có ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn của các cử tri đánh giá chung sau cuộc tranh luận giới quan sát cho rằng bên cạnh việc liên tục chỉ trích lẫn nhau một cách khá kịch liệt ngay từ khi bắt đầu thì phần thắng có vẻ nghiêng về phía bà clinton Hillary Clinton được chuẩn bị kỹ càng và hầu như không vấp phải sai lầm nào. Bà giữ thăng bằng tốt, sắc bén và không nao núng khi bị đối thủ ra đòn. Phía Donald Trump liên tục ở thế tấn công, tỏ ra mãnh liệt hơn so với đối thủ, dù có sự khởi đầu không thực sự tốt. Tổng thống Pháp François Hollande ngày 26 tháng 9 kêu gọi thao gỡ di rời khu vực trại tị nạn ở thành phố Calais, đồng thời khẳng định người Anh cũng phải đóng góp vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn này. Trại tị nạn Calais nằm ở phía bắc nước Pháp, tiếp giáp eo biển giữa Anh và Pháp. Đây là nơi tập trung đông đảo người tị nạn chủ yếu từ Sudan và Afghanistan. Nhiều số liệu ước tính khoảng 7.000 đến 10.000 người đang cư trú ở khu vực tị nạn này. Đa phần trong số này đều xem đây là bước đệm để họ đến nước Anh. Hiện chính quyền Pháp đang xây dựng một bức tường theo dự án do phía Anh tài trợ nhằm ngăn ngừa di cư lậu sang Anh. Dự kiến bức tường dài khoảng 1 km này sẽ được hoàn thành cuối năm nay. Việc Tổng thống Pháp Pháp kêu gọi tháo dỡ liều trại, xóa sổ hoàn toàn trại Calais có thể sẽ đổ gánh nặng người tị nạn sang Anh. Nhật Bản vừa qua đã điều các chiến đấu cơ để giám sát phi đội máy bay Trung Quốc bay qua eo biển chiến lược Miyako, sát quần đảo tranh chấp Senkaku điếu ngư giữa hai nước. Nhật Bản đã có phản ứng mạnh mẽ như trên sau khi Trung Quốc tung đến 40 máy bay, bao gồm cả loại ném bom H-6K, chiến đấu cơ Su-30 và máy bay tiếp dầu bay qua eo biển Miyako hôm 25 tháng 9. Trung Quốc gọi đây là cuộc tập trận thường lệ, bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì sự phát triển trong hòa bình. Được biết, eo biển Miyako là vùng biển chiến lược đối với Nhật Bản, nằm gần quần đảo tranh chấp mà Nhật gọi là Sankaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Cuộc đối đối đầu giữa máy bay Trung Quốc và Nhật trên bầu trời Hoa Đông là lần nữa thể hiện sự căng thẳng cao độ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á. Trong ngày thứ hai, Tổng thống Colombia Manuel Santos và lãnh đạo lực lượng nổi dậy FARC Timochenko đã cùng ký kết vào Hiệp ước Hòa bình kết thúc hơn nửa thập kỷ nội chiến ở quốc gia này. Khoảng 2.500 phóng viên báo chí quốc tế và địa phương đã đến đưa tin về buổi lễ ký kết Hiệp ước Hòa bình lịch sử kết thúc 52 năm nội chiến của Colombia ở thành phố Cartagena. Khách mời của buổi lễ bao gồm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Chủ tịch Cuba Raul Castro, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các nạn nhân cuộc chiến. Tại đây, Tổng thống Santos nói rằng chiếc bút đặc biệt làm từ vỏ đạn mà ông và lãnh đạo Timoshenko dùng để ký hiệp ước là một biểu tượng cho sự thay đổi từ súng đạn sang giáo dục và tương lai. Đài Loan đang chuẩn bị để đối đầu với trận bão nhiệt đới Meiji sẽ đổ bộ vào trung tâm hòn đảo này trong ngày 27 tháng 9, cũng là trận bão thứ ba đi qua đây trong vòng 2 tuần. Theo chuyên gia dự báo thời tiết, Meji sẽ mang theo gió mạnh mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất tới khu vực bờ biển phía đông Đài Loan. Độ mạnh của cơn bão vẫn đang tiếp tục tăng lên và hiện đã đạt tới cấp 14 với sức gió lên tới 205 km h và sóng biển cao tới 10 m Chính quyền Đài Loan đã lên kế hoạch đóng cửa hầu hết các trường học, công sở và sơ tán hàng nghìn người khỏi một số hòn đảo trên đường đi của cơn bão. Toàn bộ các chuyến bay nội địa cũng như đường sắt cao tốc cũng đã bị tạm hoãn. Dự tính sau khi rời khỏi Đài Loan, Meiji sẽ suy yếu trước khi đổ vào tỉnh phúc kiến của Trung Quốc. Ấn Độ, quốc gia có lượng khí thải nhà kính cao thứ ba thế giới, sẽ chính thức phê chuẩn hiệp ước biến đổi khí hậu Paris (COP21) vào ngày 2 tháng 10, trùng với ngày sinh nhật của nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi. Thông báo này được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra hôm thứ Hai tại Hội nghị của Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP tổ chức ở bang Kerala. Modi nói rằng ông lựa chọn ngày này bởi Gandhi là nhà lãnh đạo mà thời kỳ cầm quyền của ông đã ghi nhận được lượng khí thải nhà kính ít nhất. Sự tham gia của Ấn Độ, theo sau Mỹ và Trung Quốc, ba quốc gia có lượng khí thải nhà kính cao nhất thế giới sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong Hiệp ước Biến đổi Khí hậu Paris COP21. Dù hơn 90 quốc gia đã cam kết cắt giảm khí thải và chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch tại hội nghị năm ngoái nhưng COP21 chỉ thực sự có hiệu quả khi ít nhất là 5 năm quốc gia phê chuẩn hiệp ước. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.